Minh Đường Tử Vi xin kính chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc và sự cát tường. Sau đây, mời các bạn đón xem Tử Vi 12 con giáp thứ hai ngày 12 tháng 4 năm 2021 và theo âm lịch, hôm nay là ngày mùng 1 tháng 3 năm Tân Sửu, ngày này là ngày canh dần, tháng nhâm thìn năm Tân Sửu và ngày hôm nay là ngày hoàng đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ Bính Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Thanh Long, giờ Đinh Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Minh Đường, giờ Canh Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Tân Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Quý Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Bính Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Tư Mệnh. Giờ Hắc Đạo trong ngày gồm có giờ Mậu Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Kỵ Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Chu Tước, giờ Nhâm Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Giáp Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Thiên Lao giờ ất dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc nguyên vũ giờ đinh hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc câu trần về ngũ hành ngũ hành niên mệnh tùng bách mộc ngày canh dần tức can khắc chi nghĩa là kim khắc mộc và ngày hôm nay là ngày cát về nạp âm tùng bách mộc kỵ tuổi giáp thân mậu thân ngày thuộc hành mộc khắc với hành thổ, đặc biệt là tuổi, canh ngọ, mậu thân, bính thìn thuộc hành thổ, không sợ mộc. Ngày dần, lục hợp với hợi, tam hợp với ngọ và tuất thành họa cục, xung với thân, hình tỵ, hại tỵ, phá hợi và tuyệt dầu. Vài tuổi xung khắc trong ngày, tuổi nhâm thân, mậu thân, giáp tý, giáp ngọ, tuổi xung trong tháng tuổi bính tuất giáp tuất bính dần về các sao tốt xấu trong ngày trong ngày có các sao tốt như sao sinh khí tốt mọi việc nhất là về xây dựng nhà cửa tu tạo động thổ ban nền trồng cây sao thiên quan tốt mọi việc sao nguyệt ân tốt mọi việc sao tục tế thế tốt mọi việc nhất là về cưới hỏi sao dịch mã tốt mọi việc, nhất là về xuất hành, sao phúc hậu, tốt về cầu tài lộc, khai trương, mở kho, sao hoàng ân, tốt mọi việc, sao thiên thủy, tốt mọi việc. Sao sáu trong ngày gồm có, sao thiên tặc, sáu đối với khởi tạo, động thổ, về nhà mới, khai trương, sao hỏa tai, sáu đối với xây dựng nhà cửa, độ mái, sửa sang nhà cửa về hướng xuất hành tốt trong ngày hỷ thần hướng tây bắc tài thần hướng tây nam và sau đây mời các bạn đón xem từ vị chi tiết 12 con giáp thứ hai ngày 12 tháng 4 năm 2021 mời các bạn cùng theo dõi đầu tiên mà các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ hai ngày 12 tháng 4 năm 2021. Vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Tý xem tử vi cho thấy bạn tuổi Tý đang gặp được ngày có chính quan tương trợ, cho nên với bạn tuổi Tý nên tận dụng sức mạnh của nó ngay lập tức, đừng có bỏ lỡ cơ hội các công việc đội nhóm sẽ tiến triển một cách hiệu quả hơn nếu như bạn tuổi tí biết tận dụng những tài năng sẵn có xung quanh bạn. Với bạn tuổi tí, đừng có ngần ngại việc nhờ cái ai đó và đây là sự tương trợ cần thiết. Mọi người sẽ cảm thấy vui vẻ nếu như mọi người biết lắng nghe ý kiến của nhau và cùng hỗ trợ cho công việc chung trở nên suôn sẻ và thuận lợi hơn. Trong cái vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Tý lại đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh, hỗ trợ cho bản mệnh, cải thiện được cái chuyện tình cảm. Nếu trước đây bạn cảm thấy thiếu hy vọng thì nay bạn đã có thêm niềm tin mới để mở lòng mình ra và cho đối phương thêm cơ hội. Những cặp vợ chồng cũng dễ có thêm tin vui trong giai đoạn này nữa về tử vi tuổi giáp tý thuộc mệnh kim công việc và chuyện tình cảm đang có dấu hiệu được cải thiện tốt hơn tử vi tuổi bính tý thuộc mệnh thủy cần phải có tinh thần vui vẻ cuộc sống của bạn sẽ dễ chịu hơn tử vi tuổi mậu tý thuộc mệnh hỏa hôm nay không cần thể hiện cá tính của mình có. từ vi tuổi canh tí thuộc mệnh thổ hãy thể hiện sự ân cần và quan tâm mọi người đúng mực từ vi tuổi nhâm tí thuộc mệnh mộc hãy tin tưởng lắng nghe ý kiến của người thân vài đánh giá của bạn tuổi tí trong ngày thứ hai này sự nghiệp 4 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 4 sao, con số may mắn, số 9, số 33, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu tím, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Sửu, tuổi Thân. Từ vi tuổi Sửu, thứ hai, ngày 12 tháng 4 năm 2021. Vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Sửu, xem tử vi cho thấy bạn tuổi Sửu đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh. Đây là điểm báo bạn có thể sẽ gặp rắc rối xuất hiện trong ngày hôm nay và làm cho bạn tuổi Sửu vô cùng khó xử. Nếu như bạn tuổi Sửu cảm thấy bối rối, không tìm ra được gốc rễ của một số vấn đề nào đó, bạn hãy đặt ra câu hỏi với những người có kinh nghiệm họ có thể sẽ chia sẻ với bạn và giúp cho bạn sáng tỏa hơn. Bạn đừng có tự loay hoay trong những lúc như thế này. Trong cái vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Sửu lại đang gặp ngày có mộc thổ xung khắc cho thấy có những rắc rối liên quan tới chuyện tình cảm có thể với bạn tuổi Sửu, hai người bằng mặt nhưng không bằng lòng, thay vì trách cứ hay là chê bai đối phương thì bạn cần phải nhìn nhận về những điều mà người ấy đang cố gắng nỗ lực vì bạn. Với bạn tuổi Sửu, bạn là người có trái tim nhạy cảm ẩn sau vẻ ngoài lạnh lùng và điềm tĩnh nữa. Xem tử vi ngày thứ hai này với bạn tuổi Sửu cũng cho chúng ta thấy hôm nay bạn không nên trị bệnh ở vai do đó bạn mệnh tuổi xỉu cần lưu ý không nên tác động lên vị trí này trong ngày hôm nay và ngày này với bạn tuổi xỉu cũng không nên xuất hành đi xa nếu như xuất hành đi xa thì bạn nên chọn những hướng tốt như là hỷ thần hướng tây bắc và tài thần hướng tây nam để hạn chế những rủi ro xảy ra với mình về tử vi tuổi ất sửu thuộc mệnh kim không nên lúc nào cũng làm mọi thứ theo ý của mình tử vi tuổi đinh sửu thuộc mệnh thủy đừng có nài nỉ người khác không quan tâm tới bạn tử vi tuổi kỷ sửu thuộc mệnh hỏa dễ mất kiên nhẫn không giữ được sự điềm tĩnh cần thiết tử vi tuổi tân sửu thuộc mệnh thổ có dấu hiệu làm việc quá sức ảnh hưởng tới tinh thần tử vi tuổi quý sửu thuộc mệnh mộc tính khí thất thường, dễ nội nóng. Về đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 5, số 22, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường màu tím, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi ngọ, tuổi tuất, tuổi hợi. Từ vi tuổi dần thứ hai ngày 12 tháng 4 năm 2021. Vận trình ngày thứ hai này với bà tuổi dần xem tử vi cho thấy với bà tuổi dần đang có được sự linh hoạt và thông minh, nhanh trí chính là sức mạnh của bạn trong ngày hôm nay khi bạn đang gặp được ngày có thiên ấn chiếu mệnh, xôi đường chỉ lối cho bạn. Với bà tuổi dần, nếu có thể, bạn nên suy nghĩ mọi việc một cách tích cực, và linh hoạt hơn. Nhờ thế, những kết quả mà bạn đạt được sẽ giá trị hơn rất nhiều. Đừng có quá máy móc, đừng có quá khô cứng quá. Trong cái vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi dần, lại đang gặp ngày có mộc khí vượng, cho thấy tình hình sức khỏe của bạn lại không được ổn định cho lắm. Có lúc bạn cảm thấy đã ổn rồi, nhưng hôm sau lại dễ mệt mỏi và đuối sức và lúc này bạn mệnh tuổi dần nên dành thêm thời gian để dưỡng sức, ăn uống đầy đủ, ngủ nghỉ đúng giờ, đừng qua ăn những đồ cay nóng hay là uống những đồ cố cồn gây hại cho sức khỏe của mình. Ngày này xem tử vi cho thấy theo nhị thập bát tú thì hôm nay bạn nên làm những công việc khởi tạo trăm việc đều tốt. Tốt nhất là về xây cất nhà cửa, cưới hỏi, chôn cất, trổ cửa, tháo nước, các công việc làm về thủy lợi, đi thuyền. Hôm nay, xuất hành đi xa với bạn cũng sẽ được thuận lợi và bạn đừng quên hãy chọn cho mình những hướng tốt như là hỷ thần, hướng Tây Bắc và tài thần, hướng Tây Nam để tăng thêm sự may mắn cho mình. Về từ vi tuổi giáp dần thuộc mệnh thủy, sự khéo léo của bạn sẽ được ghi nhận và đó cũng là lợi thế của bạn. Từ vi tuổi bính dần thuộc mệnh hỏa, sức khỏe cũng cần chăm sóc đúng cách và cần thời gian. Từ vi tuổi mậu dần thuộc mệnh thổ, không nên đầu tư vì quá rủi ro vào thời điểm này. Từ vi tuổi canh dần thuộc mệnh mộc, có người cho bạn lời khuyên đáng giá. Từ vi tuổi nhâm dần thuộc mệnh kim, công việc được thuận lợi hơn, có nhiều diễn biến đáng mừng. Vài đánh giá của bạn tuổi Dần trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 3, số 45, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ tuổi Mão, tuổi Dần, tuổi Ngọ. tử vi tuổi mão thứ hai ngày 12 tháng 4 năm 2021 vận trình ngày thứ hai này với bà tuổi mão xem tử vi cho thấy nhờ có tam hội phù trợ cho nên các mối quan hệ của bạn tuổi mão với mọi người xung quanh trong ngày hôm nay đang diễn ra rất chi là hài hòa và thuận lợi thậm chí họ còn là người đưa ra những gợi ý để cho bạn tuổi mão chỉnh đốn lại công việc hoặc là chuyện tình cảm hiện tại của mình nữa. Và ngày thứ hai này với bạn tuổi Mão, những dự án dài hạn sẽ đem về nhiều thành tích đáng nệ cho bạn trong ngày. À, bạn đang có được chính ấn giúp sức cho nên bạn cần phải mạnh dạn quảng bá những thành quả đó để cho mọi người biết đến dự án của bạn nhiều hơn nữa. Và với bạn tuổi Mão, đây cũng chính là lúc để cho bạn kết nối những người có tầm ảnh hưởng khác và kết hợp sức mạnh nội tại để bước sang một tầm cao mới. Một tin vui khác nữa với bạn tuổi mão là rất có thể cũng sẽ giải quyết được những mâu thuẫn trước đó trong thời gian này nữa. Vài từ vi tuổi ất mão thuộc mệnh thủy có tin vui trong công việc cải thiện các mối quan hệ trong đó của cả tình bạn. Từ vi tuổi đinh mão thuộc mệnh hỏa có người bạn mới mang tới cho bạn tin tốt lành, từ vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh Thổ, hãy tiếp tục nỗ lực vì có vẻ bạn đang đi đúng hướng, từ vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh Mộc, sự chắc chắn của bạn mang lại cho người khác cảm giác tin tưởng, từ vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh Kim, à, tránh việc quá quan tâm tới chuyện của người khác. Vài đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 3 sao sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 6, số 12, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường màu đỏ, màu tím, quý nhân phù trợ, tuổi tốt, tuổi hợi, tuổi mùi. từ vi tuổi Thìn, thứ hai, ngày 12 tháng 4 năm 2021. Vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Thìn, xem tử vi cho thấy bạn tuổi Thìn đang gặp được ngày có thực thần chiếu mệnh, cái điều này mang lại ánh sáng cho bạn tuổi Thìn trong ngày hôm nay khi bạn đang cảm thấy mất đi hy vọng từ thực tế hiện tại. Ngày này với bạn tuổi Thìn, cái nguồn tài lộc sẽ đến với bạn nếu như bạn biết tận dụng cơ hội đang có bất chấp hoàn cảnh khó khăn mà mọi người đang nhìn thấy. Có những người đủ khả năng biến bại thành thắng một cách nhanh chóng nữa. Trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi thìn, cũng đang gặp ngày có mộc thổ xung khắc, đây là dấu hiệu không tốt cho cái chuyện tình cảm của bạn mệnh. Thế nhưng, thay vì lo lắng thì với bạn tuổi thìn nên tìm cách cải thiện, tránh tâm lý, cứ để mặc mọi việc đi tới đâu thì đến, bạn nên tìm cách chỉnh sửa càng sớm càng tốt. Và ngày này, thiêu Hải thượng lạn ông, hôm nay, lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn là không nên trị bệnh ở đầu. Vì thế, bạn mạnh tuổi thìn cần phải lưu ý tránh điều này, không nên tác động lên vị trí này trong ngày hôm nay. Về từ vi tuổi giáp thìn thuộc mệnh hỏa, có người nâng đỡ và giúp sức thêm cho kế hoạch của bạn. Từ vi tuổi Bính Thìn thuộc mệnh Thổ, tránh tranh luận những điều vốn đã gây ra tranh cãi từ lâu. Từ vi tuổi Mậu Thìn thuộc mệnh Mộc, đừng quá lo lắng, hãy tiếp tục tiến hành những gì mà đang còn dang dở. Từ vi tuổi Canh Thìn thuộc mệnh Kim, không nên kỳ vọng quá về chuyện tình cảm bạn nên lo cho bản thân mình thì hơn. Tử vi tuổi nham thìn thuộc mệnh thủy nên tự tin phát huy điểm mạnh của bản thân một cách khiêm tốn. Vài đánh giá của bạn tuổi thìn trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 6, số 22, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường màu xanh lam màu đen, quý nhân phù trợ, tuổi xỉu, tuổi thìn, tuổi than. Từ vi tuổi tỵ thứ hai ngày 12 tháng 4 năm 2021. Vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi tỵ xem tử vi cho thấy bạn tuổi tỵ đang gặp ngày có cục diện ngộ hành tứ hình sông dần thân tỵ hợi cho nên nhắc nhở bạn tuổi tỵ cần phải cẩn trọng trong vận trình của mình ngày hôm nay. Với bạn tuổi tỵ, dù muốn chia sẻ những suy nghĩ của mình ngày hôm nay, thì bạn cần phải cố gắng giữ chúng ở trong lòng. Đây không phải là thời điểm phù hợp để có thể bày tỏ tâm tư nguyện vọng, bởi vì rất có thể mọi chuyện sẽ đi ngược với ý muốn của bạn nữa bên cạnh đó trong cái vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi tỵ lại đang gặp ngày của tỷ kim chiếu mệnh cái điều này có thể gây ra những căng thẳng đối với bạn trong ngày hôm nay vấn đề nào đó có thể nảy sinh trong gia đình ngày hôm nay với bạn tuổi tỵ và việc giải quyết chúng là ưu tiên số một cho bạn đừng có chần chừ nếu không bạn sẽ gặp rắc rối bởi chính sự uh, thiếu bản lĩnh và quyết đoán của mình nữa trong các vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi tỵ ngũ hành tương sinh lại mang lại cho bạn có được sự tin tưởng và nhanh trí để xử lý các vấn đề diễn ra trong ngày hoặc đơn giản là có người mang lại cho bạn điểm tựa để bạn mạnh cảm thấy được bình yên sau một ngày vất vả và dù thế nào đi nữa với bạn tuổi tỵ nên trân trọng điều mà mình đang có về từ vi tuổi ất tỵ thuộc mệnh hỏa nên sớm xác định mục tiêu và con đường để đi thay vì vô định như hiện tại. Từ vi tuổi đinh tỵ thuộc mệnh thổ, những gì xảy ra rồi hãy cho nó qua đi. Từ vi tuổi kỷ tỵ thuộc mệnh mộc có sự đồng điệu về cảm xúc với ai đó mang lại cho bạn có được sự thoải mái. Từ vi tuổi tân tỵ thuộc mệnh kim sức khỏe không ổn định dễ cảm thấy bức bối và khó chịu tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc mệnh Thủy tránh việc vội vã tin tưởng vào lời hứa hẹn và đánh giá của bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ hai này sự nghiệp 4 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 3 sao tình cảm 4 sao con số may mắn số 9 số 10 giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ màu sắc cát tường màu đỏ màu vàng quý nhân phù trợ tuổi tỵ, tuổi tý, tuổi dậu. Từ vi tuổi ngọ thứ hai ngày 12 tháng 4 năm 2021. Vận trình ngày thứ hai này với bà tuổi ngọ xem tử vi cho thấy bạn tuổi ngọ đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp dần ngọ tuất phù trợ cho nên với bà tuổi ngọ đang có được sức mạnh vô hình đặc biệt là đối với những bạn đang còn độc thân. Và có thể nói, sức hấp dẫn của bạn trở thành một hội nam châm khó cưỡng lại được. Và với bà tuổi ngọ có thể tận dụng thời gian này để tìm kiếm cho mình một tình yêu, tình duyên ưng ý. Trong vận trình ngày thứ hai này với bà tuổi ngọ lại đang gặp ngày có kiếp tài, chiếu mệnh. Cái điều này khiến cho mối quan hệ của bạn tuổi ngọ với những người xung quanh nên có phần căng thẳng hơn. Ai đó hành sự lạ lùng và khiến cho bạn tự ngọ không khỏi ngạc nhiên, băn khoăn. Thay vì giữ im lặng, tại sao bạn không lên tiếng một câu hỏi và chờ đợi câu trả lời của họ chứ? Có lẽ đáp án sẽ phần nào hóa giải được những ưu tư của bạn nữa. Trong vận tình ngày thứ hai này với bạn tự ngọ ngũ hành tương sinh cũng mang tới cho bạn có được cơ hội cải thiện nguồn thu nhập với mình. Vấn đề về tiền nong ở thời điểm hiện tại, giai đoạn này khá chi là khó khăn cho bạn. Chỉ cần bạn có chút ánh sáng nào đó thì bạn cũng nên chớp lấy nó ngay, đừng có bộ lỡ, kéo lại phải hối tiếc. Vài tử vi tuổi giáp ngọ thuộc mệnh kim đang có sự hiếu thắng, chủ quan, sẽ đưa ra những quyết định vội vàng. Tử vi tuổi bính ngọ thuộc mệnh thủy, thích làm theo ý của mình, bỏ ngoài tai những lời góp ý của người khác, từ vi tuổi Mậu Ngọ thuộc mệnh Hỏa họ, nên học cách lắng nghe ý kiến đóng góp của mọi người, từ vi tuổi Canh Ngọ thuộc mệnh Thổ tài chính có sự khởi sắc, nhờ nỗ lực bấy lâu nay, từ vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mệnh Mộc không nên xuất hành, khai trương, di chuyển trong ngày hôm nay và đánh giá của bạn tuổi ngọ trong ngày thứ hai này sự nghiệp 3 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao con số may mắn số 9 số 10 giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ màu sắc cát tường màu cam màu hồng quý nhân phù trợ tuổi tuất tuổi dần tuổi mùi Từ vi tuổi mùi thứ hai ngày 12 tháng 4 năm 2021 Vận trình ngày thứ hai này với bà tuổi mùi xem tử vi cho thấy Sự hồ nghi luôn xuất hiện trong mọi con người chúng ta ở mọi thời điểm Và với bạn tuổi mùi lúc này điều đó cũng không là ngoại lệ Nhất là khi trong ngày đang gặp thương quan hối thúc Tuy nhiên với bạn tuổi mùi, đừng vì thế mà quên rằng bạn là độc nhất vô nhị trong thế giới này bởi mọi người có một cá tính, một cuộc sống riêng. Trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi mùi, lại đang gặp ngày có mộc thổ xung khắc mang tới những rắc rối không mong muốn, đòi hỏi bạn tuổi mùi cần phải tỉnh táo để phân định vấn đề một cách rõ ràng. Buồn bực lúc này không phải là cách giải quyết công việc Do đó, trước tin bạn cần phải bình tĩnh để tìm ra nguyên nhân ở đâu cái đã. Và ngày này, đối với những gia đình có thai phụ thì không nên dịch chuyển về các vị trí đầu đạc hay là tiến hành sửa chữa, đục đẽo bởi việc làm này có thể làm động tới thai thần, ảnh hưởng tới cả người mẹ và thai nhi. Vài từ vi tuổi ất mùi thuộc mệnh kim, hãy dành sự tập trung cho vấn đề đang xảy ra, tử vi tuổi đinh mùi thuộc mệnh thủy chuyện tình cảm có thể mang lại muộn phiền tử vi tuổi kỷ mùi thuộc mệnh hỏa dễ gặp rắc rối trong công việc tránh nóng vội tử vi tuổi tân mùi thuộc mệnh thổ có điều gì cũng phải tin tưởng vào bản thân tử vi tuổi quý mùi thuộc mệnh mộc nên có trách nhiệm cao với công việc và đánh giá của bạn tuổi mùi trong ngày thứ hai này sự nghiệp 4 sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 8, số 22, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi hợi, tuổi mão, tuổi ngọ. tử vi tuổi thân thứ hai ngày 12 tháng 4 năm 2021 vận trình ngày thứ hai này với bà tuổi thân xem tử vi cho thấy bà tuổi thân đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung dần thân tị hợi cho nên rất có thể bạn khó kiểm soát được những suy nghĩ bốc đồng và thiếu cơ sở của mình trong ngày hôm nay và nếu có thể, với bạn tuổi thân nên viết ra những thắc mắc, nghi vấn của mình ra giấy để tìm hiểu cho nó rõ. Khi hiểu cặn kẽ được vấn đề thì sự tình của bạn sẽ kiểm soát được cảm xúc của bản thân được tốt hơn. Và trong ngày thứ hai này với bạn tuổi thân, mọi nỗ lực liên quan tới tài chính của bạn sẽ bắt đầu có được sự đơm hoa kết trái, nhất là khi bạn đang có được sự nâng đỡ của thiên tài chiếu mệnh. Tuy nhiên, để điều này thành sự thật thì với bạn tuổi thân, bạn phải tin vào những cố gắng của mình sẽ nhận về kết quả tương ứng. Và ngày này với bạn tuổi thân, nếu như bạn không thực sự tin tưởng những gì mình đang làm, kết quả bạn nhận về cũng sẽ không được mấy tốt đẹp như bạn mong đợi. Do đó, việc trước tin đó là bạn phải loại bỏ hết những suy nghĩ tiêu cực ở trong đầu đi cái đã. Vai từ vi tuổi giáp thân thuộc mệnh thủy niềm tin sẽ đến từ những điều vô cùng nhỏ nhôi. Từ vi tuổi bính thân thuộc mệnh hỏa tránh cái việc không đánh giá toàn bộ tình hình mà chỉ xem xét vấn đề nhỏ. Từ vi tuổi mậu thân thuộc mệnh thổ lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn là rất đáng giá trong thời điểm này tử vi tuổi canh thân thuộc mệnh mộc hãy dành thời gian nghỉ ngơi để hồi phục về sức khỏe Từ vi tuổi nhâm thân thuộc mệnh kim hãy tập trung tránh để cho việc sao nhã hỏng việc của mình về đánh giá của bà tuổi thân trong ngày thứ hai này sự nghiệp 4 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 3 sao tình cảm 4 sao con số may mắn số 4 số 6, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu bạc, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Thìn, tuổi Tỵ. Từ vi tuổi Dậu, thứ hai, ngày 12 tháng 4 năm 2021 vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi dậu xem tử vi cho thấy bạn tuổi dậu đang gặp được ngày có chính tài chiếu mệnh mang tới cho bạn đang có được những tín hiệu tốt đẹp liên quan tới chuyện tiền bạc trong ngày hôm nay và rất có thể bạn tuổi dậu sẽ nhận được sự hỗ trợ giúp đỡ từ ai đó nhờ đó mà vấn đề hiện tại của bạn được giải quyết tuy nhiên với bạn tuổi dậu bạn chẳng thể mong đợi sự trợ giúp từ họa thường xuyên. Vì thế, bạn cần phải chủ động hơn, nhất là vấn đề liên quan tới tiền bạc khá chi là nhạy cảm. Trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi giàu, lại đang gặp ngày có kim khắc mộc. Cái điều này cho thấy đây là dấu hiệu không tốt cho các cặp đôi khi họ đang muốn người kia nhượng bỏ mình và không ai chịu ai. Yêu thương sẽ không trọn vẹn khi ai cũng muốn dành phần thắng về cho mình, bạn cần phải xem xét lại hành động và lời nói của bản thân mình nữa. Và ngày này, xem tử vi cho thấy nếu như bạn tuổi dậu xuất hành đi xa thì nên ưu tiên chọn những hướng tốt như là hỷ thần, hướng tây bắc và tài thần, hướng tây nam. Đây là hai hướng giúp cho bạn công việc được thuận lợi hơn, tránh đi những hướng xấu, hướng hắc thần vài từ vi tuổi ất dậu thuộc mệnh thủy có sự hỗ trợ từ bên ngoài giúp cho bạn thoải mái từ vi tuổi đinh dậu thuộc mệnh hỏa những điều giản đơn trong cuộc sống chính là hạnh phúc mà bạn cần phải nắm giữ từ vi tuổi kỷ dậu thuộc mệnh thổ tình cảm không được như mong đợi hay suy nghĩ nhiều từ vi tuổi tân dậu thuộc mệnh mộc không nên vội vàng nghe theo lời khuyên từ ai đó từ vi tuổi quý dậu thuộc mệnh kim hãy đối xử tốt với mọi người rồi mọi thứ sẽ tốt lên vài đánh giá của bạn tuổi dậu trong ngày thứ hai này sự nghiệp 3 sao tài lộc 3 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 2 số 8 giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ màu sắc cá tường màu bạc màu đỏ quý nhân phù trợ tuổi tỵ tuổi sửu tuổi thìn Từ vi tuổi tuất thứ hai ngày 12 tháng 4 năm 2021. Vận trình ngày thứ hai này với bà tuổi tuất á, xem tử vi cho thấy bà tuổi tuất đang gặp được ngày của cục diện ngũ hành tam hợp dần ngọa tuất phù trợ. Cho nên lúc này với bà tuổi tuất được chấp cánh và trở thành cảm hứng để cho bạn thực hiện những mục tiêu của cuộc sống đối với cả cặp các cặp đôi thì trong ngày này là thời điểm thích hợp để cho hai bạn giải quyết những mâu thuẫn đang nảy sinh trong thời gian vừa qua. Bên cạnh đó trong cái vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Tuất lại đang gặp được ngày của thực thần chiếu mệnh dự báo cho bạn đang có được một ngày thuận lợi nhiều niềm tin mới dành cho bạn để cho bạn tự tin hơn với những kế hoạch của mình với bạn tuổi Tuất nên thực hiện sớm những công việc đã định sẵn bạn cần phải khuấy động thế giới nhội bé của mình một chút trong ngày hôm nay và với bà tử tuất khi bước ra khỏi cái vụa bọc an toàn vốn có thì hãy thử bắt tay với những điều mới mẻ thú vị bạn sẽ thấy cuộc sống ý nghĩa như thế nào đừng có thu mình lại và trở nên thiếu đi sự tự tin bạn có thể là làm cái điều gì tuyệt vời hơn nữa vài từ vi tuổi giáp tuất thuộc mệnh hỏa đang thiếu đi sự tập trung cho công việc hiệu suất bị giảm sút từ vi tuổi bính tuất thuộc mệnh thổ hãy đóng góp bằng lời động viên cho những người xung quanh từ vi tuổi mậu tuất thuộc mệnh mộc đừng so sánh bản thân với bất cứ ai bạn tuyệt vời theo cách riêng của mình từ vi tuổi canh tuất thuộc mệnh kim bạn có khá nhiều điều may mắn hơn những người xung quanh từ vi tuổi nhâm tuất thuộc mệnh thủy nhận được nhiều sự giúp đỡ, mang lại cho bạn được niềm vui. Về đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 6, số 23, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cá tường, màu điên, màu xanh dương, quý nhân phù trợ, tuổi mão, tuổi dần, tuổi mùi. từ vi tuổi hợi thứ hai ngày 12 tháng 4 năm 2021. Vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi hợi, xem tử vi cho thấy nhờ có lục hợp mà sự nóng giận của bạn tuổi hợi nếu có muốn bùng phát cũng chỉ là nhất thời, sau đó mọi thứ lại được dịu trở lại. Khi bình tĩnh hơn, bản mệnh tuổi hợi mới đủ tỉnh táo và nhìn nhận, đánh giá vấn đề mà bạn đang đối mặt phải. Trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi hợi, dự báo bạn có một ngày khó chịu diễn ra dưới sự tác động của thiên quan chiếu mệnh. Một người bạn hoặc là đồng nghiệp nào đó đang cư xử hết sức tệ đối với bạn tuổi hợi trong ngày hôm nay và những logic cơ bản trong ứng xử dường như không giúp ích gì cho bạn nữa. Có lẽ họ sẽ cần thời gian để học hỏi và hiểu ra một số vấn đề. Bà tuổi hợi cần phải im lặng và chờ đợi xem. Bên cạnh đó, vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi hợi lại đang gặp ngày có ngũ hành xung khắc, cho thấy cái chuyện tình cảm đôi lứa xuất hiện những bất đồng không phải là do hoàn cảnh mà do chính hai người không chịu lắng nghe ý kiến của nhau nên tìm cách dung hòa nếu như quan điểm sống có sự khác biệt bạn có tình tạo ra thêm những căng thẳng lúc này là chẳng hay ho chút nào vài tử vi tuổi ất hợi thuộc mệnh hỏa thể chất khỏe mạnh là cơ sở để nỗ lực đạt được những điều mình mong muốn tử vi tuổi đinh hợi thuộc mệnh thổ tình cảm có được sự hòa hợp là dấu hiệu đáng quý để vui tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mệnh mộc nếu cảm thấy khó khăn, nên tìm sự hỗ trợ từ người khác, từ vi tuổi tân hợi, thuộc mệnh kim, tránh tâm lý nóng vội, hãy bình tĩnh trước mọi việc diễn ra, từ vi tuổi quý hợi, thuộc mệnh thủy, mối quan hệ xã giao, có cơ hội được mở rộng. Vài đánh giá của bạn tuổi hợi trong ngày thứ hai này, sự nghiệp, 4 sao, tài lộc, 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 5, số 11, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Dậu, tuổi Thân. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip, đừng tích like comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.